Alo, hôm nay Nhung review lại cho mọi người cái địa chỉ quán bánh rán mà Nhung ăn rất là nhiều năm nay rồi. Ở chỗ có 135 Phương Mai này. Ăn quen ở cô từ cái thời mà ở nhà ở D5 Phương Mai đó. Thì bây giờ hôm nay ra review lại cho mọi người này. Em, đi đâu ở đấy? Ở đây cô có bánh rán mặn nhá, bánh rán ngọt này, mấy cả có cả chè nữa.